Sau Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng phục vụ các bác tiếp một con máy lọc không khí Daikin đồng hồ vuông. Một con máy trong cái phân khúc cao cấp có màng lọc tĩnh điện. Hình thức thì máy còn khá là đẹp. Trắng sáng, giá thì em báo luôn là em bán là 3,3 triệu siêu phí vận chuyển. Máy đã được đấu biến áp điện 220V, công nghệ timer, ion, eco, hẹn giờ khóa trẻ em các kiểu, 3% độ ẩm. Còn em để mã số 3 nhé. MCK70 2014 75W, dùng trong phòng khoảng 50 đến 55m2 trở lại. Công nghệ hai màng lọc tĩnh điện hai bên này và màng HEPA thay mới rồi. Anh timer khử khuẩn này. Cái dòng này là có hai cột lọc tĩnh điện này, có cả màng HEPA, có cả màng thô. Hiệu quả lọc nó rất là tốt đấy. Bên dưới này là khu vực bình nước bùa này, rất là to. Màng tàu ẩm zin đẹp như mới. Chung ở thời điểm này mua máy lọc khí thì là giá rất là hợp lý rồi, rẻ đi cả triệu bạc so với trước rồi. Giá 3,3 triệu các bác nhé. Bác nào chốt thì các bác liên hệ. Chào các bác.